Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa ban hành văn bản về việc tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở ban ngành có liên quan và địa phương tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ, hạn chế số ca mắc trong thời gian tới, phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục chú trọng thực hiện các biện pháp phòng bệnh trong nhà trường, triển khai xử lý ổ dịch sớm, triệt để và cần đảm bảo vệ sinh trường học, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bệnh đau mắt đỏ đến người dân, khuyến cáo đưa người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xuất hiện các biểu hiện của bệnh. Tính đến ngày 15 tháng 9, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 7.700 ca bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, ghi nhận trên 7.000 ca mắc. Số ca mắc gia tăng đột biến xảy ra tại các cơ sở giáo dục, công ty, cộng đồng. Dự báo trong thời gian tới, tình hình bệnh đau mắt đỏ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát mạnh do số người mắc bệnh trong cộng đồng cao.